Xin chào tất cả các anh chị em đam mê câu cá, các bạn, các bác em đam mê câu cá. Hôm nay mình giới thiệu với các bác, các anh chị em đam mê câu cá cái mẫu cần 3 khúc BX T33-405, phân khúc giá từ 8 đến 9 triệu, các bác có thể mua. Phân khúc 8 đến 9 triệu là phân khúc phổ thông, nhiều bác đang chơi, nhiều bác đang chơi. Thì những cái mẫu này là cái mẫu đã qua dụng hàng nước 8 đến 9 triệu. Đấy. Câu rất là ok. So với cần mới thì giá nó cao hơn rất nhiều. Đấy. Thì nghe đơn cử như đấy, như đơn ví dụ như con T33-425 của Daiwa Pride Cutter ấy, mà sản xuất tại Trung Quốc ấy. Con đấy hàng mới đóng hộp ấy, của nó đã bán, bây giờ các bạn bên đang bán là 7 triệu 150 nghìn. Bên mình hiện tại hết hàng, bên mình bán ra thì là 6 triệu 9. Đấy, thì nó cũng 7 triệu bốn rồi. Đấy, mà thậm chí nếu những con khác cần mới thì nó còn cao nữa cơ. Đấy, 3 khúc cao nữa cơ. Thì ở đây mình có những cây mà đã qua dụng xách tay về. Nói chung là với giá này là quá ok rồi. Nếu bạn mua hàng mới nó còn phân khúc tầm cao hơn nữa cơ. Thế nên mình có hai cây thôi. Hiện tại mình có hai cây, hai mẫu. T33-405, một cây của Shimano, một cây của Daiwa. Đấy, giá thì một cây là 8 triệu và một cây là 8 triệu 7 các bác nhá, 8 triệu 7. Đấy, bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ mình nhá, số điện thoại mình để dưới video này. Dưới video phần mô tả nhá. Đầu tiên chúng ta đi với cây đắt hơn trước nha. Cây này là Hatteras của Daiwa các nhé. Cây này cây Hatteras của Daiwa, độ cứng là T33-405ND. Đây, cây này của Daiwa nhé, bát titanium. Đây, bát đời cao nhất của nó là bát titanium. Đây, công nghệ HVF Higer, định vị gióng này. Đấy, đời dòng đời cao đa phần nó sẽ làm định vị gióng cho anh em này. Có cần không, có cần có. Đấy, nó tùy theo hãng, tùy theo mẫu. Đấy, con này định vị gióng này, bát titanium, không phải nghĩ rồi. Đấy, con này thì sản xuất ở đâu? Đây này, Made in Japan, hàng nội địa anh em nhé, hàng nội địa. Giá là 8 triệu 7 anh em nhá, 8 triệu 7. Cây này là hàng nội địa. Đấy, quan trọng nhất anh em nhìn vào đây. Đây, Made in Japan, mã là 05265468 T33-405ND, đẹp chưa? Daiwa, hàng nội địa nhá. Màu con này là màu bạc, bạc bạc bóng, bạc bóng này, không phải bạc trắng mà dạng kiểu như gần gần giống như là màu màu nó gọi màu và bạc gì nhỉ? Đây mình chỉ gọi là màu bạc thôi, bạc đây này, bạc xám, gọi là bạc xám, gần như là thế. Nhưng nó pha màu bạc nhiều hơn. Đây, hàng nội địa anh em nhé, hàng nội địa. Giá 8 triệu 7 nhá, cái đầu tiên này là 8 triệu 7 nhá. Đây, 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 giống thứ nhất nhé, sang giống thứ hai này. Đây, khoen ca anh em, khoen ca này. Đây, khoen Fuji, khoen Fuji xích cao cấp nha, Fuji xích cao cấp. Đây là giống thứ hai của em nó đây. Đây, định vị giống cần này, giống thứ hai của nó có hai khoen ca này, anh em nhìn đây, hai khoen ca. Đây là khoen thứ hai này. Đấy, hai khoen ca. Còn giống thứ ba đây, giống thứ ba gồm 5 khoen, tổng hôm nay có 7 khoen, một đờ bu. Đấy, 6 khoen ca và một đờ bu là 7 khoen. Đây, khoen ca đây, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này và 5. Qua nhìn chưa, khúc ngọn có 5 khoen. Anh em nào có nhu cầu về em này thì liên hệ nhá, hàng nội địa nhá, hàng nội địa.
Made in Japan luôn. 8 triệu 7 anh em nha, 8 triệu 7. Đấy. Đấy, sang em thứ hai. Em thứ hai này em Finiramid. Đấy. Finiramid. Em này của Shimano. Anh em của Shimano nhá. Finiramid này. Của Shimano. Đó. Em này dài 405. Độ dài thu gọn của một giống là 143 cm, độ cứng là beige. Em này là Finiramid SF 405 beige. Đấy. Màu khá đẹp. Em này cũng thuộc giọng đời cao đây, Pat Titanium. Đấy, anh em nhá. Pat Titanium. Em này có giá 8 triệu anh em nhé. Có giá 8 triệu. Đấy, carbon này. Đấy. Nó làm đẹp chưa? Nó để một lớp, hở một lớp ra chỉ trắng keo thôi, chúng ta nhìn thấy cái vân bên trong. Đấy. Em này có giá 8 triệu anh em nhé. Em Shimano này, này. Đấy, tem tại cửa hàng nó đây. Anh em tem tại cửa hàng nhé. Đây là tem tại cửa hàng nó này. Sang khúc thứ hai này. Đấy, khúc cần thứ hai này. Ba que gãy rơm của anh em này. Khoen ba chân này. Đấy. Khoen ba chân xích cao cấp. Em này thì chỉ có 5 khoen thôi, nhưng khoen của nó rất là to. Đấy, 5 khoen nhưng khoen rất to này nhỉ. Dòng này khoen rất to. Đấy. Khúc ngọn đây, 1 khoen này. 2 khoen này. 3 khoen này, 4 khoen này. Đấy, đặc biệt là cái alo của nó, cái dòng này thì cực to luôn. Alo to lắm, đá dày bịch này, anh em nhìn này. Xích cao, alo to. Đấy, alo con này rất là to. Giá này là 8 triệu anh em nhé, 8 triệu. Đấy. Carbon thì vân vẩy từ đầu đến chân luôn. Không phải nghĩ rồi. Đấy. Hai cần này thì nó nằm trong phân khúc từ 8 đến 9 triệu anh em nhé. Con này 8 triệu và con kia là 8 triệu 7. Cùng hai cây. Cây Shimano là 8 triệu. Còn cây Daiwa xuất xứ Japan thì là 8 triệu 7 anh em nhé. Đấy. Đẹp long lanh luôn. Nói chung là khi các bác dùng đến dòng hàng này không phải nghĩ rồi. Đây này. Đấy. Những hàng này thì anh em săn hàng không phải nghĩ rồi. Một đánh B thì là dòng phổ thông. Đánh bất kỳ khu vực nào anh em đều chơi được. Đánh dịch vụ cũng được. Mà đánh tự nhiên cũng được. Đây, còn em này đây. Khu ngọn này, B này. Độ cứng của cần chính hãng mình nói các bạn rồi. Đây nó lẩy từ khoảng đây hết lên này. Thông thường này, anh em nhìn này. Mình quấn cái cần này. Đấy. Mình bẻ cong cái cần này. Thì độ cứng nó lẩy từ bắt đầu từ xem nào. Đấy. 15, 25, 30 phân hết đổ lên. 40 phân. Đấy. Độ cứng của cần bây giờ nó lẩy ngọn thì rơi vào khoảng 40 phân đổ lên anh em nhé. Hàng chính hãng 40 phân. Còn bên dưới này nó rất là cứng. Bên dưới này thì cứng khủng khiếp rồi. Cần thì bao giờ 40 phân này, anh em nhìn này, 40 phân độ lẩy. Tùy vào cây. Có cây thì là 30, 35, nhưng thông thường là 40. Đây cây này cũng thế này. Đấy, anh em nhìn nhá. Độ lẩy nó bắt đầu từ đây. 40 phân anh em nhé. 40 phân này. 40 phân. Đấy. Nên tại sao khi các bác mà câu cần ba khúc mà nó gãy phát xuống đây này, gửi một phát hẳn xuống đây là cần nó cứng khủng khiếp luôn. Lúc đấy nó phải cứng hơn cả ai. À. Đấy, mình vừa giới thiệu cho anh em hai mẫu cơ bản của dòng ba khúc BX T33 405 hay gọi là BX 405. Ở đây mình có hai cây của Shimano và Daiwa, một cây xuất xứ Japan. Có giá là 8 triệu 7, còn một cây Japan của Daiwa là 8 triệu 7, còn một cây là của Shimano quá nhá, có giá là 8 triệu. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé, số điện thoại em để bên dưới video này, phần mô tả này. Đấy, có địa chỉ, có số điện thoại cụ thể nhé.
Em bác nào có nhu cầu liên hệ với em. Đối với những dòng cần này để chúng ta săn hàng hay đánh xa bờ, hay bác nào tay to bạo lực một tí thì đánh B là hợp lý quá rồi. Mà dòng B này thì không phải nghĩ rồi. Chào tất cả các bác nha. Đây là những đơn hàng gửi đi của ngày 26 tháng 4 2019. Đầu tiên là hàng của bạn Vũ Thanh Hoài ở tỉnh Đồng Nai. Còn đây là hàng của bạn Nguyễn Văn Viện ở tỉnh Đắk Nông. Tiếp theo là hàng của bạn Danh ở tỉnh Bình Phước. Còn đây là hàng của bạn Nguyễn Văn Anh ở tỉnh Phú Thọ. Đây là hàng của bạn Nguyễn Văn Kỳ ở thành phố Đà Nẵng. Còn đây là hàng của bạn Nguyễn Văn Viện ở tỉnh Đắk Nông. Đây vẫn là hàng của bạn Danh ở tỉnh Bình Phước. Đây là những đơn hàng gửi đi của ngày 27 tháng 4 2019. Trước tiên là hàng của bạn Mang Việt Thương ở tỉnh Phú Yên. Còn đây là hàng của bạn Phạm Ngọc Hải ở thành phố Hà Nội. Còn đây là hàng của bạn Nguyễn Văn Hồng ở tỉnh Bắc Giang. Tiếp theo là hàng của bạn Nguyễn Văn Tiến ở tỉnh Bình Thuận. Đây là hàng của bạn Phạm Ngọc Hải ở thành phố Hà Nội. Tiếp theo là hàng của bạn Bùi Sĩ Tài ở thành phố Hà Nội. Đây cũng vẫn là hàng của bạn Bùi Sĩ Tài ở Mê Linh, thành phố Hà Nội. Còn đây là hàng của bạn Nguyễn Xuân Tùng ở Thanh Xuân, Hà Nội. Tiếp theo là hàng của bạn Bùi Xuân Trường ở tỉnh Tuyên Quang.